Ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo tìm thân nhân của tử thi được phát hiện gần đường Hoa Hồng, trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 4 liên quan đến sự việc. Vào chiều 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể không nguyên vẹn này trong rừng cây ở Hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Tử thi phân hủy mạnh và bốc mùi. Phần chân thi thể được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày, cách hiện trường vài trăm mét. Công an đã phong tỏa hiện trường và trưng cầu giám định để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh và rà soát các trường hợp mất tích trên địa bàn lân cận hoặc du khách mất liên lạc với gia đình khi đến du lịch Đà Lạt. Theo điều tra ban đầu, thi thể có thể là nữ giới khoảng 20-30 tuổi, cao từ 1,45-1,55m, tóc đen dài khoảng 50cm, hàm trên có 12 răng bọc sứ màu trắng. Tử thi mặc áo vải dài tay màu trắng với họa tiết trang trí màu đỏ in chữ Beautiful ở mặt trước và sau, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa, quần dài màu đỏ. Trên tay tử thi đeo bông tai kim loại màu vàng hình dáng có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu, mặt viền trước đính 17 hạt màu trắng, mặt sau có gọng kim loại màu vàng,